Rồi, thì mình sẽ tiếp tục là soi đồ tuyển thủ A béo của S29 nha mọi người. Đây là một server rất là mới nhưng mà anh sở hữu tới cái mức trang bị là 1.710.000 trang bị luôn, rất là cao luôn. Xuyên thích của A béo này là 18k9 nha mọi người, một boss thiên sơn. Giảm xuyên thích là 10k3. Đây. Vẫn giữ là cái set đầu chùa khá là cưng. Đây, trùng long ngọc. Chân ngọc có 2 viên kép 88. Để mình đếm có bao nhiêu viên nha. Trùng lâu triệu 2 viên nữa là 6 4 viên. Trùng lâu giới 2 viên nữa là 8 à 6 viên. Chân ngoa. Ồ, A béo này cũng kháng độc luôn, trùng lâu đới nhưng mà chắc chắn không ai kháng được kinh ngê rồi. Chân thủ. Chân uyển 2 viên nữa là 8 viên. Trùng lâu kiên siêu cấp. Trùng lâu khôi. Thần khí 9 sao. Trùng lâu giáp. Chân liên 2 viên nữa là 10 viên kép 8 nha mọi người. Rất là dữ luôn. Ám khí 8 sao toàn mỹ 1168. Long văn 9 sao. Lệnh bài 2 dòng bỏ qua kháng băng 40 điểm một dòng chí mạng. Võ hồn của mình là toàn mỹ 886 điểm. Chỉ có 4 dòng thôi. Hiệp ứng của mình là cấp 63. Chân nguyên là chắc chắn là full chân nguyên vàng chính rồi. Thần đỉnh thì không có gì phải bàn cãi cả. Đây. Bảo giám thì cấp 46. Võ ý thì cấp 113. Như vậy là rất là cao rồi nha mọi người. Ở server mới như vậy là cao lắm luôn rồi đó. Rồi. Chân thú này. Bé củ lê này. Ok. Như vậy mình đã soi xong nhân vật tuyển thủ A béo S29 rồi đó. Mai giáo ban chủ, bạn nào thấy thích nhân vật này để lại một like và đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Rồi, như vậy là đã soi xong.